Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin trình bày tiếp phần 2 của tác phẩm Nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên Châu, Sơn La. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 207. Toàn văn của tác phẩm phần thứ 2 như sau. Một điều nữa, ở đây đồng bào nhiều người còn sốt rét. Các cháu bé thường thường đau mắt hột, bụng to. Vì sao? Vì không biết giữ vệ sinh. Đồng bào có muốn có sức khỏe để sản xuất không? Có muốn con cháu mình không đau mắt hột, không bụng to thế này không? Muốn thế và giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ. Nhà cửa sạch sẽ, vườn cũng sạch sẽ. Công việc ấy, cán bộ Châu phải đôn đốc đồng bào, mà đồng bào phải tích cực làm. Tây, Mỹ, Diệm và bọn phản động khác, chúng có muốn đồng bào đoàn kết không? Chúng có muốn đồng bào sung sướng không? Không, chúng không muốn như thế. Chúng sẽ làm thế nào? Chúng tuyên truyền nhảm nhí. Vì vậy đồng bào phải cảnh giác, chớ nghe tuyên truyền bậy bạ. Thấy cái nào nói bậy bạ phải giúp công an, ủy ban hành chính xã, Châu, giáo dục. Nếu cố tình và ngoan cố thì trừng trị. Một điểm nữa, để giữ gìn an ninh trật tự trong bản mường, phải có dân quân. Để giữ gìn tổ quốc mình không cho Tây Mỹ vào được, phải có bộ đội. Bộ đội là ai? Bộ đội là con, em, cháu của đồng bào. Bộ đội không phải trên trời rơi xuống. Vì vậy đồng bào nên giúp đỡ cán bộ làm nghĩa vụ quân sự cho tốt. Một điểm nữa, đồng bào muốn no ấm hơn, phải cố gắng sản xuất. Nhưng chỉ sản xuất đã đủ chưa? Chưa đủ. Ví dụ, nhà bác ở đây làm được 200 gánh, nhưng lại xa phí. Uống rượu một phần, làm cưới một phần, làm ma một phần, làm một ít để ăn Tết nữa. Như thế là hết sạch, thì có nên không? Vì vậy, đã tăng gia sản xuất, phải thực hành tiết kiệm. Ví dụ làm được 200 gánh, thì ăn mặc một phần, rượu bớt đi, cưới cũng giảm, ma chay cũng giảm bớt đi. Cái này các cụ già hơi khó làm. Còn thừa đem bán mua thêm trâu bò, nông cụ để năm sau sản xuất được nhiều hơn nữa. Hồi còn Tây, còn vua quan, đồng bào Kinh ăn hiếp đồng bào Thái, đồng bào Thái ăn hiếp đồng bào Buộc, đồng bào Xá. Có phải thế không? Hồi trước như thế là vì sao? Vì Tây và vua quan muốn chia rẽ đồng bào, muốn làm cho đồng bào yếu đi. Bây giờ chúng ta, tất cả các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mèo, Mán, Xá, Buộc, v.v. đều là anh em ruột thịt một nhà, chứ không phải Kinh ăn hiếp Thái, Thái ăn hiếp Xá, Buộc như trước nữa. Cũng ví như một bó me, đây là đồng bào Kinh, Thái, Mèo, Xá, Buộc, Mán, Mường. Từng cái một có thể bẻ gãy. Bây giờ đoàn kết lại thế này, có ai bẻ gãy được không? Chẳng những không ai bẻ gãy được, mà ai bẻ chúng ta đánh vào cái đầu nó. Đồng bào phải đoàn kết chặt chẽ như nắm tay này. Cán bộ, bộ đội, nhân dân phải đoàn kết chặt chẽ như nắm tay thế này. Nếu mà Tây, Mỹ muốn xâm phạm nước ta, ta sẽ đánh vào đầu nó. Bây giờ bác có mấy lời dặn dò cán bộ. Cán bộ từ trên xuống dưới, từ bác đến cán bộ xã đều là đầy tớ của nhân dân. Không phải là vua, là quan như ngày trước mà đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Tức là cán bộ phải chăm lo đời sống của nhân dân, phải giúp nhân dân tổ chức được tổ đội công, hợp tác xã, dân quân. Cán bộ phải đến tận nơi giúp đỡ, bao giờ các tổ chức đó thật vững mới thôi. Cán bộ trong nhà có hai bộ phận hợp thành. Một bộ phận là cán bộ địa phương, một bộ phận là ở nơi khác đến và ở xuôi lên. Cán bộ địa phương thường thường có tâm lý tự ti, cho mình là văn hóa kém, chính trị kém, không muốn làm cán bộ. Như thế là không đúng. Nếu như thế, không ai làm việc cho đồng bào cả. Việc làm đây là do cán bộ địa phương phải làm lấy.
Vì vậy cho nên còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết. Biết là tiến bộ. Cán bộ xui lên không yên tâm công tác, muốn về Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Như thế là không đúng. Bác đã nói cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Chỗ nào nhân dân cần đến mình là mình phải đến. Bất kỳ chỗ nào cũng là tổ quốc, là đất nước, cũng là cương vị công tác của cán bộ. Phải nhớ rằng đảng, chính phủ tin cậy vào cán bộ. Nơi nào khó có cán bộ, việc gì khó có cán bộ. Vì vậy cán bộ các nơi đến phải yên tâm, tích cực công tác. Phải gương mẫu, phải đoàn kết chặt chẽ và giúp đỡ cán bộ địa phương được tốt. Vì vậy cán bộ địa phương cùng cán bộ nơi khác đến phải đoàn kết yêu thương nhau, làm gương cho nhân dân địa phương. Một điểm nữa, cho đến bây giờ cán bộ đã chú ý giúp đỡ đồng bào rẻo cao, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Từ giờ về sau phải chú ý hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Bây giờ bác dặn dò bộ đội và dân quân. Bộ đội, dân quân là những người được đảng và chính phủ tin cậy để giữ gìn trật tự, bảo vệ tổ quốc. Các chú biết rằng miền Bắc đang tiến lên chủ nghĩa xã hội, đang xây dựng nhà máy làm cho nhân dân được sung sướng, mỹ, diệm. Không muốn cho nhân dân mình sung sướng, không muốn cho ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy chúng nó luôn luôn tìm cách phá hoại chúng ta. Để ngăn chặn chúng lại, đánh tan âm mưu của chúng, bộ đội, công an, dân quân phải cảnh giác để làm tròn nhiệm vụ đảng, chính phủ và nhân dân giao cho. Các chú phải hết sức học tập, ngày càng tiến bộ và tham gia lao động sản xuất. Phải giữ gìn trật tự an ninh cho tốt. Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, tùy lực lượng của mình mà giúp dân. Còn các cháu phải làm gì? Cán bộ bộ đội có việc của cán bộ bộ đội. Các cháu phải học tập cho tốt, lao động cho tốt, giữ gìn vệ sinh cho tốt, giữ kỷ luật cho tốt. Châu nhà có trên 13.000 đồng bào. Hôm nay mới có một số đồng bào được tới đây hội họp đông vui thế này thôi. Các cô, các chú nhớ lời bác nói, về nói lại với nhân dân. Sau này khu sẽ in thành tài liệu phổ biến rõ hơn. Sau cùng, bác và đồng chí bộ trưởng gửi lời hỏi thăm đồng bào Xá, Buộc, Mèo, Thái, Mán, Mường, Kinh, v.v. Hỏi thăm cán bộ, bộ đội và dân quân địa phương. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày xong phần thứ 2 của tác phẩm Nói chuyện với nhân dân bộ đội cán bộ tại Yên Châu, Sơn La. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh Toàn Tập, tập thứ 12, can thứ 207, được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào ngày 8 tháng 5 năm 1959, được đăng trên báo Nhân dân số 1884, ngày 13 tháng 5 năm 1959. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.